Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Đây là con Samsung Galaxy Fold 2. Hôm nay mình làm một cái clip hình phân biệt cho anh em những cái lỗi anh em thường nghe và anh em thường nhầm lẫn ha khi mà sửa dòng máy này. Máy này của anh khách ảnh từ ngoài Hà Nội, sau khi mà ảnh sửa một con Fold 3 bị âm thanh thành công thì ảnh sửa tiếp cái máy Fold 2 này cho vợ của ảnh. Thì hiện tại lúc mà ảnh gửi máy vô cho Thịnh là cái cảm ứng của nó vuốt không được. Đó, cảm ứng của nó liệt nguyên một mảng lớn luôn, nói chung là không thể sử dụng được nữa. Và hiện giờ chúng ta xem cái kết quả sửa chữa. Đây, hình cố tình hình đã ngay cái màn hình test cảm ứng để cho anh em xem. Đó, anh em thấy là hình đã tô gần hết rồi. Đó, cái bài test cảm ứng đã vượt qua ha. Cảm ứng đã được khôi phục rồi. Rồi bây giờ hình sẽ chia sẻ với anh em về những cái lỗi thường gặp xung quanh công tác sửa chữa dòng máy này. Phone 2 hay phone 3 thì vấn đề mà chúng ta thường nghe nhất đó gọi là lỗi cáp. Nhưng mà lỗi cáp ở đây anh em cần phân biệt có hai loại cáp, đó là cáp gập hoặc là cổ cáp màn hình. Cáp gập có nghĩa là những cái bẻ cáp nó bắt ngang cái gáy bản lề này, nó gây ra những vấn đề như mất âm thanh, lỗi wifi, hoặc là màn hình lúc lên lúc không, gập ra gập vô màn hình lúc lên lúc không, đó là những vấn đề do cáp gập gây ra. Còn cáp màn hình là cái bẻ cáp mà chúng ta vẫn thường nghe nói đến trong cái công tác là ép cổ cáp màn hình. Có nghĩa đối với bẻ cáp gập thì chúng ta thay mới, còn với cái công tác mà ép cổ cáp màn hình nó sẽ giải quyết cho chúng ta những cái vấn đề như màn hình liệt cảm ứng như thế này, hoặc là màn hình mất hiển thị hoàn toàn luôn. Cái trường hợp mà mất hiển thị mà nó đi kèm với việc gập ra gập vô có lúc lên thì nó lại nghiêng về bị cái bẻ cáp gập nhiều hơn. Còn chúng ta mất hiển thị hoàn toàn thì nó lại nghiêng về cái việc mà hư cái bẻ cáp màn hình nhiều hơn. Đó, nên là chúng ta cùng nghe là thay cáp, ép cáp gì đó nhưng mà nó lại là khác nhau. Anh em cần phân biệt cái điểm đó. Cái việc mà thay cáp gập hay là ép cổ cáp gì đó thì chúng ta đều cần phải chuyên sâu về dòng máy này. Đó là chúng ta phải tắt được cái bộ màn hình dẻo này lên. Chúng ta đều còn phải chuyên về cái thao tác sửa chữa dòng phone này để mà chúng ta tắt được cái bộ màn hình này ra, bảo toàn được nó nguyên vẹn rồi mới tính đến cái chuyện là làm cái gì, thay cáp gập hay ép cổ cáp hay là thay bản lề để giải quyết cái chuyện kẹt cơ. Đó là những cái lỗi hay gặp nhất khi mà sửa phone 2. Rồi bây giờ nếu mà nói và tiếp tục mình sẽ đi sâu hơn vào phân tích hai cái lỗi cáp gập và cổ cáp. Khi mà anh em lỗi cáp gập, ví dụ như nó mất âm thanh, màn hình vẫn hiển thị bình thường. Đó, thì mà khi mà bên Thịnh nhận làm cho anh em thì có một điểm khác biệt so với một số cơ sở sửa chữa khác, đó là mình nhận bao full 100%. Có nghĩa là chắc chắn thành công ha, không có rủi ro hư hỏng màn hình như là những nơi khác họ nhận rủi ro với anh em. Đó, còn cái câu chuyện tại sao nhận rủi ro thì Thịnh đã phân tích ở nhiều clip nói về sửa phone rồi. Đó là khi mà một người thợ họ làm cái máy này, đó họ thay cáp cho anh em, thì họ rất sợ cái việc mà bóc tách cái màn hình gập này ra sẽ dẫn đến hư màn. Nếu mà không nhận rủi ro lỡ mà hư màn một cái là họ phải đền một cái màn hình mười mấy triệu, trong khi đó cái tiền công họ nhận được từ cái thao tác thay cáp đâu đó vài trăm ngàn. Đó, nên là họ phải báo rủi ro đó để họ thoải mái được cái tâm lý, cởi bỏ được tâm lý rồi mới tính đến cái chuyện làm tiếp. Đó, nhưng mà mình cũng ngược lại, mình cũng rất là hiểu cái tâm lý của anh em ở vị trí là khách hàng. Đó là anh em cũng rất là sợ thay bị hư cái màn, rồi tới lúc đó mình phải bỏ ra mười mấy triệu mình thay. Đó, nên là mình chọn theo cái hướng tối ưu và nhận cái trách nhiệm về phía mình. Đó ha, thì mình sẽ bao cho anh em 100% đối với những cái lỗi mà rõ ràng do cáp gập chắc chắn thành công. Đó, và đương nhiên Thịnh hay là cáp mới zin chính hãng nên anh em sẽ có cái độ bền cao. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà ép cổ cáp. Ép cổ cáp có nghĩa là ở đây chúng ta không còn thay những cái bẻ cáp gập bắt ngang nữa, mà chúng ta ép nguyên một cái dàn cáp màn hình. Đó, dàn cáp đó nó được ép dính vào cái phôi OLED của cái màn hình gập này. Và cổ cáp thì nó chỉ lỗi trong trường hợp anh em làm vô nước, ẩm nước. 90% là như vậy, những cái trường hợp Samsung Fold 2 lỗi cảm ứng hoặc là mất hình hoàn toàn. Đó, mà khi mình mở ra mình thấy là cổ cáp là vô nước cháy móc hết, rồi đó mình sẽ phải ép một cái cổ cáp mới. Thì khi mà ép một cái cổ cáp trong tình trạng màn hình bị vô nước thì nó sẽ giống như những cái video clip mình nói về ép cổ cáp cho những dòng S20 Ultra vân vân. Tính đảm bảo thành công
sẽ không được 100%. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó đã có sự tham gia của nước rồi, thì nó phụ thuộc vào cái việc mà cháy màn hình của anh em. Có những cái màn hình mở ra tuy là vô nước nhưng mà mạch nó vẫn còn đẹp, còn đầy đủ chân mạch hết, thì hình sẽ ép một cái cổ cáp mới vào, nó sẽ ok. Còn có những cái màn hình khi mà mở ra, lột mạch ra thì chúng ta thấy nó móc, nó cháy, nó đứt chân rất là nhiều. Thì lúc này chân mạch nó không còn đầy đủ nữa, chúng ta ép cáp vào có thể nó vẫn không lên, hoặc là lên nhưng mà nó cũng không giải quyết được cái câu chuyện lỗi ban đầu. Ví dụ như cảm ứng nó vẫn liệt, vẫn loạn. Đó, thì lúc này chúng ta chỉ còn một cách là chúng ta thay nguyên cái màn hình thôi. Thì khi đến cái câu chuyện mà phải thay nguyên cái màn hình thì Thịnh sẽ mang đến cho anh em hai cái hướng. Một đó là thay một bộ màn hình zin mới chính hãng, mình luôn cố gắng để một mức giá tốt nhất tùy từng thời điểm anh em liên hệ. Thứ hai đó là mình sẽ kiếm cho anh em những cái bộ màn hình zin tháo máy để nó giảm chi phí xuống. Có nghĩa là đường nào thì chúng ta cũng có phương án, và những cái phương án nó sẽ mang tính chất là có option để chúng ta lựa chọn sao cho nó tối ưu tùy cái tính toán của anh em và cái sự đầu tư của anh em cho cái máy đó. Đó. Rồi, qua video clip này thì Thịnh nghĩ là anh em đã phân biệt được hai cái vấn đề: thế nào là hay cáp gập, thế nào là ép cổ cáp trên màn hình Samsung Fold 2. À, anh em nếu gặp phải bất kỳ một lỗi nào từ đơn giản đến phức tạp nhất trên dòng máy này, không chỉ riêng về những cái vấn đề màn hình cáp và sửa bo nữa đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới. Mình đã đào sâu và dành rất nhiều tâm huyết cho những dòng phone này nên là sẽ giải quyết được cho anh em tất cả những lỗi luôn. Anh em cứ liên hệ trực tiếp ha, mình sẽ đưa ra cái phương án nào tối ưu nhất cho anh em. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha.